Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng hết các tính năng của chiếc tai nghe iPod 2 hổ vằn này nhé. Cùng mình trải nghiệm xem nó còn những tính năng thú vị gì nhé. Bắt đầu thôi nào. Khi các bạn mua hàng, các bạn sẽ nhận được một bao da của tai nghe và kèm một que chọc SIM kèm thẻ bảo hành và một chiếc tai nghe. Đi kèm với chiếc tai nghe chúng ta bao gồm một lời hướng dẫn sử dụng, một chiếc tai nghe và một đốc sạc. Bên dưới của nó thì bao gồm một cắp sạc rất là xịn sò nhá. Và đây là chiếc tai nghe iPod 2 hổ vằn của chúng ta, nhìn nó rất là giống iPod 2 nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ kết nối chiếc tai nghe này lên nhá. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải mở nắp chiếc tai nghe lên và sau đó tai nghe chúng ta sẽ gửi pop tắt ở trên màn hình chúng ta. Chúng ta sẽ ấn vào kết nối và các bạn sẽ phải giữ cái nút ở đằng mặt sau tai nghe trong vòng 3 giây nhá. Thì tai nghe chúng ta sẽ kết nối luôn. Đấy các bạn thấy không? Nó đã kết nối luôn rồi. Đúng là hổ thật, mang mác hổ, kết nối nhanh chóng mạnh mẽ như hổ. Đấy, vậy là xong rồi. Thì ở đây chiếc tai nghe chúng ta sẽ hiện phần trăm pin của đốc sạc và phần trăm pin của hai chiếc tai nghe của chúng ta. Và một phần tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là đổi tên nhá. Thì các bạn sẽ vào phần cài đặt, ấn vào Bluetooth. Ở đây thì tai nghe chúng ta đã kết nối rồi và ở đây mình sẽ ấn vào phần information, tức là cái chữ Y nhỏ nhỏ ở đây của chúng ta này. Đấy các bạn, đầu tiên thì nó sẽ hiển thị lên phần tên, thì các bạn sẽ ấn vào phần tên này. Thì ở đây chúng ta tên chúng ta là iPod, thì mình bây giờ sẽ đổi thành iPod của Pit nhé. iPod hổ của Pit. Đấy, như vậy là của chúng ta đã kết nối rồi nhá. Các bạn ấn OK này. Đấy, như vậy là xong rồi. Thì chúng ta ra ngoài thì các bạn thấy không, đổi tên thành công rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tắt tai nghe lên này, mở lên này cho các bạn xem này. Đấy các bạn thấy không, iPod hổ của Pit. Ở đây thì nó còn một số tính năng nữa, đó chính là các bạn có thể cài đặt cái định vị cảm ứng. Tí thì mình sẽ thao tác cảm ứng cho các bạn sau nhá. Còn bây giờ mình sẽ cài đặt này. Thì ở đây nó sẽ hiện là Sally này, phát dừng nhạc này, trước bài trước đó, bài tiếp theo này. Tắt thì mình sẽ để tay trái của chúng ta là bài tiếp theo và mình sẽ để tay phải là bạn tạm dừng. Đây, các bạn thấy nhá, mình sẽ cài đặt rồi nhá. Ok, như vậy là xong rồi. Và ở đây thì nó còn một tính năng nữa, đó chính là tự động phát hiện tai thì mình sẽ mở lên nhá. Micro mình sẽ cũng để tự động luôn. Ở đây nếu bạn nào thích luôn chuyển bên tai trái hay bên tai phải thì các bạn sẽ đổi nhá. Còn mình thích tự động hơn. Và ở đây thì nó có phần giới thiệu một số của cái chiếc tai nghe này, đó chính là tên kiểu máy iPod này, số máy Sally này, số Sally này, số máy này, phiên bản này. Cái này thì cũng không quan trọng gì, mình không cần phải được. Đấy nhá. Và tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn một tính năng nữa, đó chính là định vị nhá. Và bây giờ các bạn sẽ ấn vào phần tìm. Và ở đây chúng ta sẽ hiển thị một chiếc tai nghe, một chiếc điện thoại, thì các bạn sẽ kéo lên này. Ở đây thì nó có phần iPod hổ của Pit này. Các bạn thấy không, mình vừa đổi tên thành iPod hổ của Pit, nó đã hiện lên đây rồi. Các bạn sẽ ấn vào phần tai nghe. Và ở đây nó sẽ có mục, đó chính là phát âm thanh. Thì các bạn sẽ ấn phát âm thanh thì chiếc tai nghe của chúng ta sẽ kêu nhá. Phát này. Đấy các bạn thấy không, tai nghe chúng ta đang kêu rồi nhá. Phát tiếp này. Và còn một phần nữa đó chính là định vị. Thì các bạn sẽ gọi là có thể zoom cái bản đồ của chúng ta lên ở đây thì chúng ta sẽ phát hiện được chiếc tai nghe của chúng ta đang ở đâu nhá. Đấy các bạn thấy không, rất là tiện ích. Thì cái chức năng này sẽ giúp chúng ta gọi là khi chúng ta rơi mất tai nghe ở đâu đấy mà chúng ta không tìm thấy thì chúng ta sẽ gọi là định vị chiếc tai nghe này lên để phát hiện âm thanh và chúng ta có thể tìm kiếm lại chiếc tai nghe của chúng ta nhá. Và tiếp theo thì còn một tính năng nữa thì các bạn sẽ gọi là lướt hết qua ứng dụng này. Đấy các bạn thấy ở trên màn hình của chúng ta gọi là hiển thị phần trăm pin của điện thoại này, phần trăm pin của tai nghe này, phần trăm pin đốc sạc này. Thì tính năng này giúp chúng ta không cần mở tai nghe lên mà chúng ta hẳn kiểm tra được cái phần trăm pin của chiếc tai nghe và đốc sạc và kể cả điện thoại luôn nhá. Thì các bạn sẽ mở nắp lên thì chúng ta sẽ hiển thị hai chiếc tai nghe của chúng ta, gọi là các bạn có thể kiểm tra pin của từng chiếc tai nghe một nhá. Giờ mình lại đóng nắp này. Đấy, nó hiển thị đang sạc tai nghe ở trong đốc sạc luôn nhá. Bây giờ mình rút tay tiếp theo này. Đấy, nó lại hiện phần trăm pin ở chiếc tai bên trái của chúng ta này. Và tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là các thao tác cảm ứng. Thì cũng như ở đầu video rồi thì mình cũng đã cài đặt các thao tác cảm ứng của chúng ta rồi, thì bây giờ mình sẽ thực hiện các thao tác cảm ứng cho các bạn xem nhé. Thì ở đây chiếc tai nghe của chúng ta nó có một chức năng, đó chính là định vị da nhé. Khi các bạn bỏ tai nghe như thế này thì tai nghe chúng ta sẽ dừng toàn bộ các hoạt động của chiếc tai nghe lại, thì nó không hoạt động nhé. Khi các bạn mà đeo vào tai thì nó sẽ hoạt động bình thường. Bây giờ mình sẽ cất một chiếc tai nghe cho các bạn xem này. Đây mình sẽ gọi là cầm
cảm ứng vào chiếc tai nghe chúng ta đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hoạt động luôn nhá. Còn mình bỏ ra thì nó sẽ dừng, các bạn để ý cái sóng nhạc nhá. Đấy, như vậy là chiếc tai nghe chúng ta đã dừng toàn bộ hoạt động rồi nhá. Bây giờ mình lại cầm vào này. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ cảm ứng da của chúng ta nhá. Khi các bạn bỏ tai nghe ra thì nó không hoạt động đâu. Đấy lại dừng rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện các thao tác như đầu video mình cũng đã cài đặt vào chiếc tai nghe của chúng ta nhá. Mình sẽ cài đặt bên tay phải này, đó chính là dừng nhạc và phát nhạc. Bây giờ mình sẽ gõ hai chạm để chúng ta dừng nhạc và phát nhạc nhá. Các bạn để ý cái sóng nhạc của chúng ta nhá. Mình sẽ gõ này, 1 2 này. Đấy các bạn thấy không? Dừng hoàn toàn nhá. Đối với chiếc tai nghe iPod hổ này thì cảm ứng các bạn sẽ phải gõ thật nhanh nhá. Bây giờ mình gõ tiếp theo, 1 2 này. Đấy các bạn thấy không? Lại chạy rồi, bây giờ mình sẽ dừng này, 1 2 này. 1 2 này. Đấy. Dừng rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy chiếc tay trái của chúng ta ra. Và vừa nãy mình cũng có cài đặt bên tay trái chúng ta, đó chính là neck bài nhá. Và bây giờ mình sẽ gõ này, 1 2 này. Đấy các bạn thấy không? Đổi luôn nhá. 1 2 này. Đấy. Và thao tác này rất là tiện lợi nhá. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người hết các tính năng của chiếc tai nghe iPod 2 của bạn rồi. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy đây là một chiếc tai nghe rất phù hợp để chúng ta nghe nhạc, xem phim và giải trí, và đặc biệt là học tập online rất là phù hợp nhá. Thì mình cũng có để một đường link truy cập ở dưới phần bình luận. Nếu anh em nào đang quan tâm về chiếc tai nghe iPod 2 của bạn này và muốn sở hữu em nó thì anh em có thể click vào đấy tham khảo sản phẩm nhá. Anh em nào thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ mình nhá. Xin chào tất cả mọi người.